công bằng cho bóng đá châu Phi. Bốn năm trước, tại vòng chung kết World Cup 2018, không đội châu Phi nào lọt qua vòng bảng. Gió hôm nay đã xoay chiều khi mùng 3 tháng 5 đại diện lục địa đen đều đã nếm mùi chiến thắng và trong số này. Morocco và Ghana tràn trề hy vọng góp mặt vào vòng đấu loại trực tiếp. Bảo đen Semio Eto'o, nhà vô địch Champions League cùng Barcelona, Inter Milan và hiện là chủ tịch liên đoàn bóng đá Cameroon từng tuyên bố trước vòng chung kết. Tại World Cup 2022, một đội châu Phi sẽ lên ngôi. Độ tin cậy của lời khẳng định này đến đâu vẫn còn phải chờ nhưng rõ ràng giới chuyên môn không thể làm ngơ với các đội bóng châu Phi trên sân cỏ Qatar. Bên cạnh phẩm chất truyền thống như sức mạnh, tốc độ, lối chơi phòng khoáng, tấn công rực lửa mà Senegal, Ghana hay Cameroon trình diễn, lần này họ thêm vào phong cách kỹ thuật mềm mại, tinh tế qua chiến thắng đầy ấn tượng 2-0 của Morocco trước tuyển Bỉ. Cách tiếp cận về chiến thuật của Morocco ở trận này khiến người ta liên tưởng đến ván đấu cờ vua, nơi một kỳ thủ chuẩn bị đầy đủ để đánh gục đối thủ ngay từ khai cuộc. Đó là chuyện thường ngày của bóng đá châu Âu luôn xem trọng khoa học nghiên cứu và phân tích đối phương, nhưng này đã bị Morocco đối lại kiểu gậy ông đập lưng ông. Tất nhiên, dù mạnh mẽ, táo bạo và chơi ấn tượng đến đâu, bóng đá châu Phi vẫn cần nhớ họ chưa bao giờ vào đến bán kết World Cup, như cách một đại diện châu Á là Hàn Quốc đã làm được từ 20 năm trước. Sự ổn định cũng như tính hiệu quả trước nhiều phong cách đối kháng khác nhau là những gì bóng đá châu Phi vẫn còn thiếu ở sân chơi World Cup, nhất là từ giai đoạn đấu loại trực tiếp. Huấn luyện viên Aliosis, Senegal, từng lên án FIFA cấp cho châu Phi quá ít suất đến World Cup, cụ thể chỉ năm vé đến Qatar trên tổng số 54 quốc gia, trong khi 55 quốc gia châu Âu lại chiếm hữu đến 13 suất. Không ít đội bóng mạnh mà các đồng nghiệp châu Âu phải e ngại như Ai Cập, Bờ Biển Nga, Nigeria, Algeria, Zambia đều ở nhà xem World Cup qua truyền hình. Quả ít đội tham dự vòng chung kết, rõ ràng xác suất đi sâu đến bán kết, chung kết cũng như khả năng hoàn thiện lối chơi, bản lĩnh của họ cũng giảm đáng kể. Quả hai vòng đầu World Cup 2022, năm đại diện Châu Phi đã giành được trung bình 1,2 điểm trên trận, hơn Châu Á. 6 đại diện chỉ 1,08 điểm và Kachap, 4 đội với 0,75 điểm. Bóng đá châu Phi tại Qatar không chỉ chiến đấu cho riêng mình mà còn phải giành sự công bằng, cụ thể từ 9 đến 10 suất dự World Cup 2026. Giải đấu sẽ mở rộng từ 32 lên 48 đội.